Xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân trong ngoài nước của kênh Khá Biết Miền Tây. Thì hôm nay bà cụ khỏe 75 tuổi đi bán rau ngoài chợ dùng cơm với vị. Thì hôm nay được sự giúp đỡ của em Đoàn Ngọc Tiền ở ở Đài Loan, và kêu gọi những chị em cô dâu ở Đài Loan hỗ trợ cho bà cúng cái nền lại quý vị. Thì anh em nhờ lượng đường ngày kia đó của nhà kế bên đó, để mua vật tư, để vật tư quý vị. Thì mấy anh em đang chuẩn bị làm hôm nay. Đây là những vật tư, vật tư của cụ. Đây này quý vị, đây là bốn cây tia, đây cây là chuẩn bị làm trụ nè nha. Mấy anh đây là chuẩn bị làm trụ. Dạ dạ được rồi. Cháu nó mới xuất xe đâu, không biết nó có về chưa. Dạ, thấy bốn người đó. Năm người lại có thằng cháu nữa. Hai ông thợ, hai ông cu đi. Còn thằng cháu mới xuất xe đi đâu. Nấu cơm mà ăn. Đây. Trời đất ơi, bánh này của ai đây? Cái đó là của cái gì Út á. Mỗi lần bà qua bánh vui giùm á. Rồi cái bà cho hai bánh, bánh chai. Ăn thử bánh, ăn thử bánh. Ăn, nếu ngon mua giùm bà. Nó móc mẹ hả rồi? Móc hả? Bà mới cho này bông bữa hả? Trời ơi. Đây là rồi. Giờ nói cô anh ta bây giờ cái giường nó hư hết rồi. Giờ sáng rồi xây lên chừng ba tấc thì cái đổ đất rồi bà chị cho gạch bông á. Thì lót cái trên làm giường luôn. Làm giường bằng xi măng luôn phải không? Bằng xi măng, giờ mình xây đây nè. Ba tấc thôi, xây cái này có nghĩa là làm cái nền rồi. Rồi đổ thêm bê xây lên ba tấc rồi á. Rồi đổ làm cái giường bằng đá xi măng luôn. Đổ luôn, cuốn luôn. Là cái giường hư là dục rồi hả? Đó. Bây giờ cái ghế này cũng hư, giờ cũng xây bốn cái chân rồi, cái đó cũng hư, cũng phải xây cái này này. Dở ra nó đổ nợ tùm lum hết nè. Đấy thì coi nó nguyên. Mà sao giờ, cái giường sao không xây cao cao một chút nữa? Cao cao đụng ở trên, làm cái nền nó lên tới đây đây. Thì ba tấc nữa nó tới đây được rồi, nền đâu có ngập. Tới đây không? Đó là biết thấp hơn nè. Chắc, à, chắc để mấy anh thợ hồ anh biết anh xây cho ngoại. Cái gạch bông đó bà chị cho. Dạ. Khởi cho mà. Cho là làm đủ cái giường này thôi à. Chứ không có để ngoài này trời té đi không được. Dạ. Xi măng thôi mà cũng không có hồ ngãi nữa. Có nghĩa là cho nó nhám nhám á, chỉ để hồ dầu cái nó trơn đi té. Dạ. Rồi mình làm từ đây luôn ha. Đó, làm từ đó, làm qua đó, làm qua tới đây nè. Dạ rồi, ồ là mấy anh ginh đá rồi cũng nò ngoại ra đây ha. Dạ, đó cái đường đi làm tới đây à, còn ở trong này có làm bị đây có cảm cấm để chạy trên vậy, không chạy ra. Dạ. Xây qua ra xây. Trời đất ơi, cái gì đâu bể nợ nữa rồi. Rồi, trời đất ơi. Bà dở mà mấy ông thợ làm hư. Mấy ông thợ lại khiêng cái chứ tôi có nước ăn cái chứ lắm. Trời ơi. Thợ thần cái lò theo nhờ người ta nơ mà thật định. Vậy là hồi nữa mình nâng cái này lên luôn hả? Cái này giờ khiêng ra thì ba cái này đập lòng được toàn hết. Rồi cái nâng lên mà chỉ mình xây chỉ nhiêu như nè. Mình xây đây đường đó đường. Để đủ để cái bếp thôi phải không? Dạ. Là gọn lại nữa phải không? Gọn lại đúng. Còn ba cái này làm được toàn hết, đập lòng được toàn hết. Dạ. Rồi cái lò trước nó bể. Tôi tính làm bê tông. Thằng cháu tôi nó về nó kỹ nó rầy tôi quá trời, nó xe nó đổ ra ngoài kia rầy nó lò không có làm bê tông được. Đây con có mua mấy ổ mì, mua cho bạn của mì không, mua mấy cho anh mấy anh mì thịt với mì tôm nè, mì tôm chay á, bà có nấu cho mấy anh ăn á thì rồi, nấu ăn dễ đâu. Cô lên uống nước. Dạ được rồi, được rồi. Lão nãy hai cô qua không uống nước không gì á. Dạ được rồi, ngoại ở nhà vậy là đổ. Tôi mừng lắm, cái đổ cái này là tôi mừng dữ lắm, tôi nước ăn tôi tiêu giò trắng, cái đổ này cho ăn tiêu giò trắng nha. Mình dưới nè, nát bếp xem nè. Nãy giờ làm được cái nền là mừng ha. Mừng dữ lắm. Để tôi thấy thiên nặng này quá thôi, giờ giải phóng ra lót cái đường đi, thiên tới thiên lui tụi nghiệp lắm. Mọt ăn á,
Rồi đi nhà được không ha? Không sao. Bị ha, mình lớn nha. Ha, có đổ xi măng vô mấy cái đường rảnh nữa không á? Cái đó khoan để phần rồi hết rồi hả tính. Anh dạ. Ấy thì đổ còn không cũng kệ. Để vậy đi cũng được, phải nhỏ thì mình sợ té còn miễn sợ lọt á, dấp á. Thì mình biết thì mình đi mình chẳng có hạnh chút. Vậy là trời ơi, là sáng giờ là ginh ra này hả mấy anh nơ đâu hả? Hai ông thợ thì vẽ sắt, rồi ấy này còn hai ông cu ly thì khiêng cái này dọn dẹp giường dán, rồi còn cái thằng cháu thì nó đi vòng vòng nó phụ chút biết cái xe đi đâu rồi. Sáng nay đi chợ đi mua mấy hộp cơm hay gì đó cho mấy ông ăn đó không biết. Thì đưa tiền cũng bán nó đấy thôi. Rồi đi vậy. Mà đi đến chút về mà không biết đi đâu đi mua đồ gì. Mua gì thêm nữa? Không biết nữa. Nhiều khi nó mua cá nhân đó mình cũng không biết sao xe gì đây. Sáng thì mua nước đá rồi đi mua nha, không biết cơm hay gì, mua mấy hộp trả còn hay hộp. Dạ yeah. Thôi giờ để chuẩn nó đi nó làm, chứ chẳng giờ lụng cũng đó. Thì nó tính sao nó tính. Giờ mua gì nhớ cộng vô hết con nha. Cộng cái gì cộng cộng mà con giờ con đưa trước cho bà hai của hình năm kinh của đứa đồng bạc sao ở đây mấy đứa này là ở hai đứa này là ở bên đây thằng kia ở sát hết có gì thì cho thằng cháu chạy về thì nhà tự trọng mua đi nhiều quá đừng có giao tiền cho tôi hồi tôi đi bán có nhỏ cháu ở đi học như tiền chứ mà con có cho bảy. Thật ra nói tới chuyện là tôi không có nhớ chứ nhẹ. Thì con tính mua này mua kia mua đá hàng ngày đồ này kia thì đó không có thằng cháu cũng vậy chắc thì ăn được rồi vậy là bà kêu á là mua gì ghi cho con hết rồi nữa con tổng lại hết rồi này kia ha chứ bây giờ là con cũng không có hay nữa con đừng đưa tiền còn thiếu cái gì á thì điện thoại cho con rồi con điện thoại bên Nhật Tư mua cái thiếu gì thì Nhật Tư, dạ rồi con sẽ góp vô cái điện qua cái này kêu gì cái dạ. Gì đó thì để chuyện đó mấy cậu nó tính dạ là kêu gì là con sẽ làm con, dạ. Con hỗ trợ vô hết dạ. Nha dạ. Chứ bây giờ là con cũng không biết là hỗ trợ cái dạ. Này kia rồi bà giờ bà không chịu ấy bà kêu là không có nhận không có dám cấm dạ hồi nào thì nói hay quên lắm hồi ấy bệnh điên mấy năm trời đi chợ quán tới trường tiếp quản rồi cái không còn khám nữa được nên gọi yeah. Đầu óc nhìn không có nhớ cái gì cho nên ủa vậy là làm có trong đây hả bà chú phải làm bên nào ngoài đây hả làm gì thục ở đây gan ta hả ừ mần tới đây nè mần tới đây rồi xoay qua đây rồi xoay thẳng xuống nặng chừa chỗ đó từ nước cái nhà trên đang chỗ nó đổ à vậy là nữa nếu bắt dép là con cặp bên đây thôi ha cặp đây cặp ba miếng cũng được có cho trống lỏng gì nè miếng trong cái mình đóng ra còn à, còn ở đây thì ở trên đó thiên hai chế ra đóng lên rồi có dựng cây ơ gì đây nữa không có mấy cây đủ sắt không á nha thì ra biết gì đâu nó mà nó tính thì sao nó tính tôi cũng không rành rồi nữa cái xây cột nhỏ xe còn nói à, cặp nó vô như vậy nè phải không ừ, vậy. Thì cặp nó như vậy nè chứ giờ tháo ra cái là đổ nợ ha đúng rồi đụng tay đâu đổ nợ tay đâu chứ sớm là giỡn cái là đổ nợ hết toàn bộ luôn vậy hả một đống giỡn là cái lên cái giường thì banh sát cái giường luôn banh sát cái giường được cái này nó cũng banh sát ở bên này nè tối bà ngủ đâu tối ngủ này nè trời ơi đó ngủ ngay đó đó giỡn rồi vậy là tối bà ngủ đây đó hả? Trời đất ơi cái niệm gì chuột nó ăn cỡ vậy đó hả? Của người ta cho, rất thì người ta mới cho. Người ta cho ha. Người ta xài vậy, người ta khác thì người ta. Xài đồ cho thôi. Mới cái đồ nấu nước á, của hôm bệnh á, rồi bà chỉ cho tôi đâu biết xài sao tôi kêu anh này biết chẳng xài tôi cũng không bằng điện á ha. Bệnh đó rồi chỉ mới đem cho cái bệnh. Dạ yeah. Lấy bánh mì lên để đây cho mấy anh đi chưa biết nấu dạ dạ tôi là anh ấy biết rồi anh ấy đi nấu anh đi làm nó anh... tôi xài đồ cho không à dạ yeah. Rồi mấy anh ăn hồi đừng nghĩ nhưng mà ăn bánh mì nha mấy anh em quên mua cà phê rồi chị Diệu chạy ra ngoài mua mấy ly cà phê cho chị Diệu vậy sáng ngoại ăn cơm gì cơm canh chuối ai nấu mình nấu luôn hả nấu được khuya trời đất ơi sao nấu sớm vậy nấu sớm nặng dở cái lò nè trời ơi rồi để cho mình ăn uống từ từ để hả
mình ăn để mình ấy rồi ăn đi cơm cơm điện á, đi chiều mình ăn nữa thì mình gắn tủ nó nè. Không mi nè, đồng mi chai nội ngoại ăn được, cho mấy anh ăn được, ăn cử trưa cũng được, còn hết thì nó con đem xuống thêm. Còn đây bánh mì không, ngoại ăn chay nên con không có bánh mì thịt được ha. Ngoại thông cảm cho con nha. Dạ. Tôi không có ăn ngay, ăn đồ mặn vậy. Dạ dạ rồi, thùng mì đây đây là ngoại có trưa nấu cho, này là mì nấm nha. Hết đi rồi con đem xuống cho nha. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn. Trời có lò đâu mà giờ nó bể rồi, kinh lên cái nó bể sụm nở rồi, chứ cái này mua lò mới không? Chắc có lẽ mua mì lò mới một phần nè. Để cho mặn rồi đàng hoàng cái mình lên kêu cái người ta chảy xuống này. À dạ. Hôm rồi cũng vậy. Dạ dạ. Mừng không giờ xây được cái nhà. Mừng. Nhà nó cho cái này là mừng dữ lắm. Mừng. Mừng dữ lắm. Mình cho nước hết ăn giò. Hết nước hết ăn giò. Vô nói với thằng em mày, anh ta cho tao nghe nó cho tao mừng dữ lắm. Lần nào nước nó hết ăn ba giò lại nó ăn tối của anh năm tuổi khác. Dạ. Là mỗi lần ngập là ngoại sẽ đi ăn nước giò, ăn chân. Không ngập cũng vậy, bị nó đầy đi thì nó giảm giảm vậy nè. Bị nó không có để nó y ỉ á. Mừng quá, bây giờ được cho mấy quý mạnh thường quân cho dạ. Xây cái đền. Cho xây cái đền. Ngoại mừng dữ lắm, cảm ơn mạnh thường quân. Mừng nổi tôi mới than với mấy anh đến trời. Đâu dịp qua cho tôi chết chừng nào tôi làm mới nổi. Dạ, là mừng quá đủ duyên ha ngoại ha. Dạ. Chào quý khán giả của mình, Quân trong mình nấu cơm cho miền Tây. Thì hôm nay mình xuống khởi công nhà của cụ Khỏe, 75 tuổi ở vùng Trôm, cụ bán rau. Thì hôm nay em được sự giúp đỡ của Facebook của mình Hồng Quân, đó Facebook là Đoàn Em Đoàn Ngọc Tiền ở Đài Loan. Và mấy chị em làm dâu ở Đài Loan quý vị hỗ trợ cho cụ để xây cái nền này, cuốn cái nền này. Thì cụ nói là mấy cái cây này á mọc như nè là trên 100 năm đấy quý vị, trên 100 năm đó. Nó mọc ở trên ngoài cửa thì nó bị lủng lỗ, lủng hang mọc ăn hết trơn đấy quý vị. Đây nó ăn cỡ về nè đó, ăn sụm lủ nè, chỉ kẹp nó vô thôi. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn. Thì bây giờ mình sẽ quay cái quá trình khởi công xong rồi hoàn tất, mình sẽ quay tiếp cho quý vị xem nha. Rồi một nữa mình chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân trong ngoài nước rất là nhiều đã ủng hộ cho kênh mình để đến những hoàn cảnh khó khăn.